Kính thưa các cụ ông cụ bà cùng các anh chị em, kính thưa các vị quan khách cùng bạn bè thân thiết gần xa, chào mừng mọi người đến với đám cưới vợ người ta. Đặc biệt, chỉ có ở đám cưới này, hai vật phẩm hoa cưới các bạn nhận được từ sự kiện đăng nhập trước đó có thể sử dụng để đổi ngay lượt chơi miễn phí. Đầu tiên, bạn cần chọn 3 trong 15 vật phẩm ngẫu nhiên cho trước. Vật phẩm thứ 4, mặc định là Violet vợ người ta. Bạn có thể chọn từ 1 đến 5 bóng bay liền kề làm mục tiêu cho Violet bắn phá. Mỗi quả bóng được bắn vỡ sẽ có thể chứa các vật phẩm bao gồm 4 vật phẩm đã chọn trước khi bắt đầu. Các phần thưởng khi đạt mốc 5, 10, 20 ô bao gồm ảnh đại diện siêu cấp đáng yêu Violet vợ người ta, 15 giấy vẽ bùa bậc S, voucher 300 con huy sử dụng để mua tướng, trang phục trong cửa hàng và rất nhiều các phần thưởng ngẫu nhiên khác. Giá con huy để tham gia sẽ tăng dần theo các lượt chơi. Hệ thống sẽ tự tính toán cộng dồn giá nếu lựa chọn bắn từ 2 đến 5 mục tiêu cùng lúc. Có thể sử dụng tính năng chơi lại sau khi đã tìm được toàn bộ 4 vật phẩm đặc biệt từ sự kiện. Mỗi người có thể chơi lại tối đa 3 lần. Sau khi nhận được Violet vợ người ta, ô phần thưởng mặc định sẽ đổi thành dương trang phục bậc SS. Hãy tham dự đám cưới vợ người ta ngày 18 tháng 10 năm 2019 để nhận trang phục siêu hot Violet vợ người ta. Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.